Vâng, và đề cập nhật thêm về tình hình mưa lũ tại miền Trung hiện nay, liệu là tình hình đã khả quan hơn hay chưa thì chúng ta cùng chuyển câu hỏi này tới biên tập viên Hương Liên. Vâng, xin chào chị ạ vâng, hình... thì vẫn chưa thể khả quan hơn, bởi vì mưa lớn cùng ngập lụt sẽ kéo dài ít nhất là sang ngày mai. Mưa trải dài từ phía Nam Nghệ An đến Khánh Hòa, chia thành hai vùng mưa. Thứ nhất là phía Nam Nghệ An đến Đà Nẵng. Ở đây thì mưa lớn sẽ tập trung trong ngày và đêm nay, có điểm vượt 100mm. Vùng mưa thứ hai là từ Quảng Nam xuống đến Khánh Hòa, kéo dài hơn đến ngày mai, tổng lượng mưa từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm. Trước diễn biến mưa như vậy thì lũ các sông ở Nghệ An Hà Tĩnh tiếp đà lên. Đến tối nay, mực nước sông cả sẽ vượt báo động 2 là 30 cm. Sông Ngàn Sâu, sông La chỉ còn cách báo động 2 khoảng 20 đến 30 cm. Bên cạnh đó, lũ trên các sông ở Quảng Bình đến Phú Yên cũng có khả năng lên lại. Ngoài vấn đề ngập lụt tiếp diễn ở các vùng trũng thấp của Nghệ An Hà Tĩnh, thì cần đặc biệt chú ý nguy cơ cao xảy ra sạt lở và lũ quét ở vùng núi, phạm vi cảnh báo rất rộng, từ Nghệ An xuống đến tận Phú Yên. Với thủ đô Hà Nội, hôm nay rất mưa, trời chủ yếu nhiều mây, nhiệt độ cao nhất vào khoảng 25 độ và sau đó sẽ giảm chậm về tối và đêm. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, mưa muộn về chiều tối, đề phòng rông lốc, gió giật đi kèm, còn chiều nay trời vẫn nắng, nhiệt độ cao nhất là 33 độ. Vâng, trong khi đó thì Goni, cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay, sắp đổ bộ vào Philippines, đất nước mà vừa hứng chịu nhiều thiệt hại sau cơn bão Molave vừa qua. Trong vòng 24 giờ thì sức gió của bão đã tăng từ 128 km h lên hơn 280 km h Với sức gió này thì Goni được xếp vào loại siêu bão. Nhà khí tượng Philippines cho biết là nước biển dâng tới 2 mét do bão có thể tàn phá các khu vực ven biển công tác sơ tán cho hàng chục nghìn hộ dân đã được tiến hành. Hiện nhiều tỉnh tại Philippines đang được đặt trong tình trạng báo động đỏ về thiên tai. Vâng, mưa lũ tại miền Trung chưa kết thúc thì lúc này cơn bão Goni lại đang tiến gần hợp hơn vào Biển Đông. Và bão Goni được cho là có thể trở thành cơn bão mạnh nhất trong năm nay. Về diễn biến cơn bão này ra sao, chúng ta cùng quay trở lại với biên tập viên Hưng Liên. Vâng, cơn bão Goni ở phía đông Philippines thì nó đã mạnh lên thành siêu bão cường độ cấp 17, giật trên cấp 17. Dự kiến sáng thứ hai, tức là ngày mùng 2 tháng 11, bão sẽ đi vào Biển Đông, khi đó thì giảm bớt còn khoảng cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Dù vậy, sức gió này cũng tàn phá rất lớn, gây nguy hiểm cho tàu thuyền. Để hình dung rõ hơn về từng cấp gió bão, quý vị hãy cùng xem. Với gió bão cấp 8, cấp 9 có thể làm gãy cây, bay biển hiệu, người đi bộ có thể bị thổi bay. Gió bão cấp 10 đến cấp 11 sẽ làm đổ cây cối, hệ thống cột điện, nhà cửa thiếu kiên cố bị thiệt hại nặng, đánh đắm tàu thuyền. Gió bão rất mạnh, cấp 12 đến cấp 15 có sức tàn phá cực lớn, bật gốc cây cổ thụ, cột điện, nhà cấp 4 tốc mái, nhà kiên cố khó trụ vững, đánh đắm tàu trọng tải lớn. Còn gió bão cấp 16 trở lên, cấp siêu bão, có sức tàn phá dữ dội, có thể gây ra thảm họa. Lúc này thì bão còn ở xa sau khi đi vào Biển Đông có thể còn thay đổi về hướng đi và cường độ. Những diễn biến về siêu bão này chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin mời tiếp tục với các tin tức khác của chuyển động 24 giờ.